Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái kỹ thuật để chúng ta có thể làm ra cái phần hiệu ứng chữ như sau à, Nếu mà phân tích một cách bình thường thì có thể rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là thầy giáo sẽ crystal outline từng cái chữ cái này ra và sau đấy là chúng ta sẽ xoay hoặc là thay đổi vị trí của chữ Nhưng mà nếu như ai mà biết cái công cụ ở trong phần mềm thì chúng ta sẽ hoàn toàn thấy được rằng đây nó thuần chất, nó vẫn là một cái phông chữ bình thường thôi Chúng ta có thể thử thay đổi sang các cái hệ phông khác một cách bình thường thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái công cụ đấy để chúng ta có thể áp dụng được vào trong cái bài của mình chúng ta sẽ tạm thời xóa cái phần bài này đi à, chúng ta sẽ tạo ra một cái phần nội dung à, sau khi đã có cái nội dung rồi thì tất nhiên là chúng ta cũng nên tìm kiếm một cái phong phù hợp ở đây thầy sẽ lựa chọn cái phong này để áp dụng cho cái bài của mình à, sau khi có cái phần phong này rồi thì chúng ta sẽ bật cho thầy cái bảng character cái cách thứ hai để chúng ta sẽ khởi động được cái bảng này nếu như mà nó không có nằm ở bên cái phần giao diện của chúng ta thì các bạn sẽ vào phần Windows chúng ta sẽ vào cái phần thai và chúng ta sẽ kích hoạt cái bảng character ở đây lên à, thì sau khi mà các bạn đã bật được cái bảng character rồi thì chúng ta sẽ lưu ý ở cái góc trên cùng của cái bảng này chúng ta sẽ lựa chọn một cái chế độ có tên gọi là search title cái chế độ này là một cái chế độ rất là hay và mới ở các cái phiên bản những năm gần đây à, sau đấy là chúng ta sẽ lựa chọn vào cái phần này khi mà các bạn lựa chọn đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy được là chúng ta sẽ click vào từng cái chữ cái thì nó sẽ ra được những cái tính chất để chúng ta có thể là sẽ thay đổi về kích thước hay là chúng ta có thể xoay nghiêng được đối tượng. Ví dụ như cái chữ E ở đây, thì thầy sẽ cho nó dịch xuống một chút và sau đấy là thầy sẽ xoay để cho cái bài của chúng ta nó sẽ có một chút cái tư duy làm sao cho nó chuyên nghiệp. Thì lưu ý là thầy đang cố gắng xoay cái cạnh của chữ E này làm sao cho nó song song với cái cạnh của chữ N này. Nên là chúng ta sẽ cố gắng bắt được những cái phần giá trị mà nó có liên quan ở trong bài để nó phù hợp nhất. À, sau đấy rồi thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn cái chữ N ở đây. Và chúng ta sẽ di chuyển cái vị trí của nó một chút. À, nó sẽ cao thấp khác nhau để chúng ta sẽ nhìn cái bài của chúng ta. Nó sẽ có những cái khá là thú vị như chúng ta sẽ kết thúc. Ở đây cái phần chữ N chúng ta có thể để cho nó ngang cái chữ E cũng được. Ở cái phần chữ này thì chắc là chúng ta chỉ cần tính cho nó dịch vào một chút thôi. Ở đây thầy sẽ tăng lên một chút, thầy cho cái điểm cao của chữ N này nó bằng với cái chữ E ở đây. Tương tự chúng ta sẽ có chữ R này thì chúng ta cũng không cần phải xoay hay làm gì cả. Chúng ta sẽ nghiêng nó lên như thế này. Chữ A này thì chúng ta có thể là tính toán chúng ta sẽ dịch nó xuống một chút để cho cái phần đáy của chữ A này nó sẽ bằng cái chữ ở đây. Còn chữ L này thì để cho các bạn hiểu về công cụ thì chúng ta cũng có thể là thử xoay một chút và sau đấy là chúng ta sẽ di chuyển nó đến cái phần này chúng ta sẽ cố gắng xoay và liên kết chữ làm sao nó sẽ mượn những cái nội dung ở những cái chữ phía trước để nó sẽ tạo một sự liên quan đến nhau. À, sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái công việc ví dụ như đổ màu. Ở đây thì chúng ta sẽ có công cụ gradient. Nhưng các bạn sẽ lưu ý là bình thường chữ viết nó sẽ không thể đổ gradient được với cái cách truyền thống như thế này. Thế muốn làm được cái điều đấy thì chúng ta sẽ phải kích hoạt một cái bảng có tên gọi là appearance. À, chúng ta sẽ có cái phần bảng đấy ở trong phần Windows, nó nằm ở đây, phím tắt là Shift F6. Khi có phần Appearance này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể là sẽ kích vào cái As New Field. Lúc này chúng ta sẽ có thể click vào đây và chúng ta sẽ lựa chọn đến cái màu sắc như chúng ta sẽ mong muốn. Giả sử như ở đây thầy sẽ chọn luôn cái màu Gradient đã có sẵn ở bên trong phần mềm. Sau đấy là chúng ta sẽ lựa chọn đến cái công cụ Gradient Tool để chúng ta sẽ kéo, giữ chuột và kéo cái phần màu sắc của mình. Làm sao nó theo được cái ý đồ mà chúng ta mong muốn. Thế thì thông thường những cái màu sắc gradient như thế này. Thì thường ở cái màu phía dưới nó bao giờ nó cũng sẽ là cái màu đậm. Bởi vì nó sẽ là cái phần nặng hơn của cái phần chữ. À, sau khi mà đã có được cái phần này rồi. Thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái bài của mình một chút nữa. Mà cái việc đó là chúng ta sẽ tạo ra các cái đường nối. Như các bạn đã nhìn thấy ở đây. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ cố gắng tạo ra những cái đường tận dụng luôn cái màu sắc của bài, sau đấy là thầy sẽ đưa nó xuống dưới cùng của chữ. Chúng ta sẽ tạm thời nhân bản cái này lên. À, và chúng ta sẽ Ctrl D để nó sẽ copy được. Sau đấy nó sẽ tùy thuộc vào độ dài của từng chữ thì uh, chúng ta có thể là đưa được cái phần đường thẳng nó xuống dưới cái phần chữ. Để cho cái chỗ này tốt một chút thì có thể là thầy sẽ dịch cái chữ này ra. Và lúc đấy thì sẽ chọn lại tất cả cái phần này. Chúng ta sẽ căn dòng để cho nó sẽ dịch lại một chút cái chữ này thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải nâng nó lên để cho cái bài này nó có thể là phù hợp hơn thì chúng ta cũng có thể chọn tất cả cái phần này chúng ta lựa chọn công cụ gradient phím tắt là chữ g và sau đấy là chúng ta sẽ à, kéo để làm sao nó sẽ ra được cái phần màu sắc và hình ảnh nó có tính liên quan như thế này à, thêm một cái công việc nhỏ nữa để cho cái bài của chúng ta nó có thể sẽ đẹp hơn đấy là chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là mình sẽ lựa chọn cho nó một cái màu nền nó tùy thuộc vào tính chất của bài để chúng ta sẽ lựa chọn thôi đây thầy sẽ lựa chọn một cái màu nền nó sẽ hơi nhạt nhạt như thế này. Hơi kem một chút và chúng ta để xuống dưới cùng. Và như thế là chúng ta đã vừa làm xong cái bài của mình rồi. Thì hy vọng rằng sau này với cái kỹ thuật này chúng ta cũng có thể linh hoạt sử dụng và chúng ta sẽ áp dụng thêm vào nhiều cái phông chữ hay là cái cách triển khai khác nữa. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.